bàn giao cái dòng tới 2 tháng 4. Giao cái dòng tới 2 tháng 4 tới bên trong bàn về châu thành Tây Ninh chủ mới về làm ăn có tài mãn nha, tới đẹp giá rẻ, tới này càng đẹp, bên chung mình có sơn lại nhưng còn đồ còn liền lắm, trong vừa dễ một chân.